Ngại gì nhở, oánh bỏ mẹ đi. Ê, cái ô tô hồi chắn mất rồi. Ông đây chạy thẳng, ông quạt phát ngay đầu xe, nó quạt phát em quanh bắt, em chết con mình chứ được. Mẹ ông chạy xe ấy, đã giết người. Thôi thôi, đủ điện thoại ông nhặt lên của ông. Mẹ ông chạy xe kiểu thế. Rồi ông đánh ra thế chưa đủ à? Điên hết con người. Mẹ ông chạy chậm này, mẹ ông quanh mà ta hết người, tay chân em này còn đéo gì đâu. Tay ông chân. Không em xin lỗi từ đầu. Mày Thank you.